chào quý vị và các bạn. Hiện nay tôi đang trên tay tôi đó là một cái mứt Tết. Và ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay ngày bao nhiêu bà nhỉ? 17 sẽ bọc bánh bọc mứt Tết. Vâng bác, đây hạn sử dụng là còn 90 ngày. 90 ngày, ngày sản xuất là ngày 12 tháng 1. Ngày 12 tháng 1 đấy. Sẽ bóc, sẽ đập hộp. Cháu hôm đi tiền nó mang là ở Hòa Bình là đi là mới rất đẹp. Bóc thằng bị chặn luôn. Đập ấy được. Đây còn cháu cháu luôn, cháu. Cháu đấy, cháu nó đi. Hay là cái lạc ấy. Đây tôi bên trong là túi chấu để bà nhóm bếp đấy, con chấu chắc mà thở luôn cả chấu rồi đấy, sẽ là hai đựng đồ. Không, cháu chỉ quay thôi. Đây. Cái Tết chung là mới. Đây là một thỏi vàng. Như vậy mình đã có một cái thỏi vàng rất là to. Cái ông bà bán thì kêu cả năm. Đấy. Đây, chim chim. Thank you.